Xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn chiều hôm nay ngày 9 tháng 1 năm 2023. Trước mặt anh chị và các bạn đó là con đường Phan Văn Trị đi về Bùi Hữu Nghĩa. Chiều nay thì em có việc đi ở bến Bình Đông. Mới vừa đi ra cái trời đổ cơn mưa. Mưa đổ ào 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 xối xả. Hôm nay chia sẻ anh chị và các bạn hình ảnh Sài Gòn sau cơn mưa. Hiện tại cũng đang còn mưa lâm râm, em đang mặc áo mưa đi lòng vòng chia sẻ bà con cô bác những hình ảnh phố phường, đường phố Sài Gòn lúc trời mưa ha. Ở đây là ngã tư Quỳnh Mẫn Đạt, quẹo trái là ra bến Hàm Tử. Thẳng đây mình đi một vòng ở khu chợ Hòa Bình, xem chợ Hòa Bình chiều mưa như thế nào, với lại coi quang cảnh ngày Tết, những ngày cận Tết. Hôm nay ngày âm lịch là ngày 18 thì phải, như ngày 18 rồi. Bây giờ thời gian nói ngày âm thì nhớ nha, nhiều khi ngày Tây không để ý luôn á. Ngày đếm ngược sắp đến Tết còn khoảng hơn 10 ngày nữa thôi. Thời gian này là thời gian vui nhất, thời gian rộn ràng nhất trong một năm. Người ta tranh thủ sắm sửa rồi trang trí nhà cửa, rồi những người buôn bán thì tranh thủ bán những mặt hàng phục vụ cho ngày Tết. Cái gì cũng phục vụ cho Tết hết trơn, bia nước ngọt rồi đồ ăn tới đồ trang trí, cái gì cũng tết. Đây là giao lộ Bùi Hữu Nghĩa, Phan Văn Trị, ở bên kia là khu vực bán vịt quay, heo quay rất là nhiều ha. Mình đi nhờ quẹo trái qua khu chợ Hòa Bình. Bây giờ khoảng 3 giờ hơn, mưa tiếp tục mưa lớn nữa rồi. Không biết em mặc áo mưa vậy âm thanh nghe có rõ hay không. Ở ngay góc bên phải có quán dê quế. Không biết dê quế là dê gì. Chắc quế, thường quế là cái gì đó nhỏ nhỏ là quế. Mỗi lần tới khu vực này là nhớ chú Hòa. Hôm nay mình đi chợ Hòa Bình nha chú Hòa. Nhưng mà nay mưa quá. Gần Tết thì chợ cũng bày bán ra nhiều đồ hơn, trong đó có quần áo rồi giày dép, túi xách ba lô rồi. Mỗi ngày bình thường thì giờ này không có nhiều cái này. Hôm nay gần Tết thì chúng ta thấy cái quang cảnh nó rộn ràng, nó nhiều gian hàng, nhìn thấy cũng vui. Chúng ta thấy bên cánh phải nè có những cái đồ trang trí cho nhà cửa ngày Tết. Hoàn cảnh ở chợ chiều mưa. Quần áo bán gặp mưa là thấy buồn hiu. Để em quét cái kính ống kính của camera, để nhiều khi đang coi tự nhiên có một cái giọt nước nào đó nó dính trên màn hình, cảm thấy khó chịu, nhất là anh Chí
mất công anh chỉ dụi mắt đó. tưởng đâu làm á, mắt đang sáng tự nhiên coi cái clip này cái mắt nó bị nổi cơm. Trời mưa quá trời. Nhớ hồi nhỏ mỗi khi tới Tết là thích được ăn cái bánh kẹo thèo lèo á, kẹo đậu phộng. Nhưng mà bây giờ cái thèo lèo bây giờ không có như ngày xưa. Quẹo qua đây nè, đây cũng bán quá trời luôn, lạp xưởng, nấu trái cây. Cái loại thèo lèo ngày xưa đó, tuy nó không có bóng bẫy nhưng mà nó rất là ngon. Còn bây giờ nó bóng bẫy, nhìn nó sang trọng, nhìn nó hiện đại nhưng mà cảm thấy không có bằng. Bây giờ qua mình lỡ tới đây rồi đi một vòng luôn, lại đang mưa mà. Mưa lớn nữa rồi. Mưa này thì ở nhà ngủ là sướng nhất. Ở nhà ngủ mở tivi hoặc là uống ly cà phê, ngồi khung cửa nhìn ra ngoài mưa, rồi cho ly bạc xỉu nóng, nhìn ra trời, nhìn ra ngoài trời đang mưa thấy rất là đã ha. Ăn mắt nổi trường nữa. Trời mưa này đi vô chợ thấy các món ăn hay món nào cũng muốn mua hết trơn. Ở ngoài thì bày bán quá trời, bên trong lòng chợ thì người ta nghỉ nè. Vì chợ bán buổi sáng nè. Mưa này không biết trong chợ Bến Thành có dột không á. Thường trong chợ Bến Thành trời mưa là dột. Bán gà, bán vịt, bán cá. Mấy ngày nay đi chợ là thấy có củ kiệu người ta làm sẵn hoặc là củ kiệu mới vừa thu hoạch rất là nhiều ha. 50-60 ngàn một ký củ kiệu chưa làm. Cái màu dính nước nữa rồi. Khu chợ cá Đào Tấn. Tàu quẹo qua Trần Tuấn Khải. Đây là con đường Võ Văn Kiệt, bến Hàm Tử.
trời mưa đã buồn, nghe tiếng xe cứu thương nữa nó não nề. Đó, ngoài khu vực này là bến Hàm Tử nè, à, con đường Võ Văn Kiệt ngày hôm nay rất là lớn ha. Trời mây mù mà em tưởng nước nó che camera, cứ quét hoài. Chỉ sợ nó án cái nhìn khó chịu lắm. Có gì anh chị thông cảm nha, trời mưa camera nó dởm quá. À, con đường này thì có một mặt là nhà thôi, mặt bên cánh phải thôi, còn bên cánh trái là sông. Hồi xưa thì có một khu nhà bên trái người ta bán cừu tràm rồi đó. Sau này phóng đường không còn thấy dãy nhà đó nữa, tạo nên một con đường rất là đẹp, rất là lớn ngày hôm nay. Ở đây là giao lộ Võ Văn Kiệt với lại An Điềm, con đường An Điềm đi ra Nguyễn Trãi. An Điềm xong tới Nguyễn Văn Đừng, Văn Đừng xong tới Nguyễn Tri Phương, những con đường nó song song với nhau. Ở đây gần với khu La Cai, bến đò La Cai ngày xưa, theo lời chia sẻ anh chị và các bạn. Còn ở cái thời của Vlom TV thì không còn đò nữa ha, bây giờ là cầu hết trơn, quá trời cầu. Ở bên cánh phải là khu công viên, chiều rất là nhiều người ra đây tập thể dục. Ở bên bến Bình Đông ngày hôm nay thì không biết có rục rịch bông gì chưa ha. Sẵn tiện đi ngang đây chia sẻ bà con cô bác xem chơi cho vui, xem cho biết tình hình Sài Gòn. Thường ở Việt Nam thì gần Tết là mưa, không biết làm sao. Tết Trung Thu cũng mưa, Tết Ta cũng mưa, Tết Tây thì không có mưa. Mấy ngày này là mưa lâm râm buổi tối hoặc là buổi sáng. Hết lạnh rồi, mấy nay hết lạnh rồi. Mấy ngày trước thời tiết gió hiu hiu lạnh, nhiệt độ 24-25 độ C, nhưng mà hôm nay là hết lạnh rồi. À, con đường này rất là dễ bị phạt, do là con đường này trống xe, người ta hay chạy tốc độ 60 km/h, vượt quá tốc độ cho phép. Ở đây chỉ có 50 km/h thôi. Ngay chỗ cầu Nguyễn Tri Phương là lúc nào cũng thường xuyên có bị phạt do là quá tốc độ. Bây giờ chúng ta đi lên trên kia, đằng kia là cầu Chà Bà, sẽ lên cầu Chà Bà. À, gần đây thì cũng có nhiều cô chú anh chị ở các đất nước hải ngoại khi mà về Sài Gòn, về Việt Nam thì cũng có liên lạc với Năm TV. Nhân đây cũng xin cảm ơn những cái tấm chân tình của tất cả cô chú anh chị và các bạn. Luôn mặc dù về Việt Nam rồi nhưng mà vẫn luôn ủng hộ, luôn xem. Tới đây mình quẹo phải vào hướng Hải Thượng Lãng Ông. Ngày đó có cái bộ binh mình mới lên cầu được ha, lên cầu Chà Bà. Trời vẫn đang còn mưa lâm râm. Mưa lâm râm cây trăm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con. Hồi xưa trời mưa hay nói lung tung
Đây là con đường Hải Thượng Lãn Ông. Năm nay hầu như chúng ta đi vòng vòng các con đường thì mình thấy không khí Tết nó không bằng những năm rồi. Mình có thể một phần do công nhân người ta về bớt, một phần là Tết nó cũng cận kề. Năm nay Tết tới sớm. Cho đó anh chị và các bạn, em vừa có điện thoại. Tự nhiên cái Facebook nó có cuộc gọi nhỡ nhưng mà nó cứ đổ chuông hoài là mình phải dừng lại. Facebook nó cập nhật liên tục mà, nó thay đổi giao diện rồi làm cho nhiều cái thay đổi bị lỗi hoài. Đây chúng ta đang đi trên con đường Hải Thượng Lãn Ông nè. Tới đây quẹo trái là lên cầu Trà Và. Mình đi một đoạn thôi ha. Em có công việc ở gần cầu số 2. Rồi mình sẽ kết thúc video clip đi lòng vòng các con đường đi ngang chợ Hòa Bình. Sẵn tiện cập nhật chút xíu hình ảnh ở bến Bình Đông, chia sẻ anh chị và các bạn. Nơi đây cũng là một cái địa điểm thường xuyên tổ chức cái chợ bông hàng năm, chợ trên bến dưới thuyền. Hôm nay mình đi xem coi có thông báo gì mới không. Thường em đi công việc đi vòng vòng là đi gửi laptop, đi nhận laptop của người quen, người nhờ coi giùm. Từ khi có người ta có công việc không có đi được á, em sẵn sắp xếp đi lấy về coi. Có nhiều trường hợp họ ở xa quá bút ráp, có nhiều trường hợp do là xa quá ở các tỉnh nữa, nên thành ra cô chú anh chị và các bạn thông cảm. Có những trường hợp mà bên MTV ngoài vùng khu sống. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn đồng hành theo dõi, ủng hộ công việc của bên MTV. Đây chúng ta quẹo phải, xuống cầu quẹo phải. Mưa thì mưa lớn à, những Tết mà mưa là thấy buồn. Mưa này là mấy cây mai nó nở. Mà trời lạnh thì nó lại không nở. Trồng mai là cái gì đó, nó một cái nghề nó cũng đơn giản nhưng mà cũng rất là vất vả, nó đòi hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm không có nhiều ha. Đây có thông báo chợ hoa trên bến dưới thuyền Tết Quý Mão 2023, từ ngày 6 tháng 1 cho tới 6 tháng 1 đến ngày 21 tháng 1 nhằm ngày rằm đến ngày 30 tháng chạp. Ồ, mưa tự nhiên lớn à. Con đường bữa nay là coi như làm lại rồi nè, thông thoáng rồi ha. Trời, tới đây mưa kinh hồn. Mưa không thấy đường luôn á. Mưa lớn quá. Đi coi tình hình chợ bông mà mưa lớn thế này không rõ rồi.
hiện tại thì người ta cũng đang giăng đèn, giăng đèn rồi chuẩn bị cái rạp, cái sạp để mình lại đây xem có làm cái sân khấu giống năm rồi không. Mưa mịt mù luôn. Đó, người ta đang che cái rạp bên phải nè, những cái gian hàng bên phải, rồi làm cái sân khấu bên trái ở con đường Nguyễn Văn Của. Wow, lớn quá, mưa. Mưa, mấy anh ở trong cái bạc luôn, che mưa luôn, ngồi lai rai luôn, thiệt tình. Mưa làm ảnh hưởng tiến độ bánh tép ba cô gian. Đó, có những gian hàng bán chuối rồi nè, mà nhìn trái chuối cao ngon ghê. Mà mưa quá. Thôi chắc cái video clip ngày hôm nay đến đây tạm dừng quá. Em sẽ cập nhật tiếp cho anh chị những hình ảnh mới nhất ở trong video clip kỳ sau đi. Giờ nó mưa quá nhìn cũng không có rõ gì hết trơn. Cảm ơn anh chị và các bạn đã cùng với Lâm TV đi dạo một vòng, đi xem chợ bông nhưng mà mưa quá, chị thông cảm ha. Một lần nữa chúc anh chị và các bạn năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.